tiếp xin gửi lời chào tới tất cả quý vị các bạn nha. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái điều rất là hay. Là có thể rất là nhiều quý vị anh em mà chăm sóc cây, tạo tác cây chuyên nghiệp thì cái điều này nó rất là bình thường, có thể biết rồi, nhưng mà cái này, cái kinh nghiệm ngày hôm nay thì lại là một kinh nghiệm rất bổ ích cho những người mới chơi. Đó chính là sử dụng phân chuồng, phân lợn khô, ủ hoai và rắc lên trên mặt chậu. Đó. Vì sao tôi chia sẻ cái điều này? Vì tôi cũng mới đi tham quan một cái vườn của một cái anh ở Tây Hồ. Thì sau khi mà anh ấy có nói rằng là anh sử dụng cái phân bò rắc lên trên mặt chậu, nó dẫn đến cái việc là cái rễ của anh ấy nó bị béo và xanh. Thế nhưng mà về cái vườn của bạn Quốc Anh thì chúng ta lại thấy rất là khác, là bạn ấy sử dụng rất là nhiều, mà cái số lượng lớn luôn ở trên mặt của một cái cây xanh. Cây này thì điều đầu tiên chúng ta phải phân tích nó là cây rất già. Thì có lẽ điều đầu tiên chúng ta phải lưu ý rằng là sử dụng phân trên mặt chậu chỉ cho những cây già nhé. Thì nó những cây già hoặc là những cây đang cần nuôi ở trong giai đoạn phôi cấp 1. Đó, thì chúng ta không sợ nó bị tái. Đó. Vì đằng nào thì chúng ta vẫn đang nuôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phân là phải sử dụng cái phân lợn khô ủ hoai nhá. Không sử dụng phân tươi. Vì tôi thấy bạn Quốc Anh bạn ấy đã dùng cái phân này khá là nhiều năm và nó rất là hiệu quả, hầu như bạn nuôi thì không bao giờ béo bệ, nuôi không bao giờ béo bệ, nó nở cốt ở trong. Và cái điều mà để mà chúng ta nó không bị cái rễ này nó béo ấy, thì trước khi mà chúng ta sử dụng cái phân này thì phải cắt hết hầu như là cái rễ ngoài, cắt hết rễ ngoài đi. Đấy, ví dụ như là cái này chẳng hạn. Đây là một cây sử dụng phân lợn nguyên cục luôn này. Đấy, ở ngoài này là bạn ấy gần như là xử lý triệt để. Những cái này thì sau này sẽ phải cắt thu ra ngoài này. Xử lý lại thì nó lại nở cái cốt ở phía trong. Và cái điều đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái phân này ấy, thì khi mà nó rắc lên trên bề mặt, nó không phải là nó tan ra ngay mà nó sẽ tan từ từ. Thì đối với cây thì chúng ta biết là dinh dưỡng của nó được trộn lẫn, nó là cái giá thể ở phía đáy. Thì rễ nó cũng có xu hướng là nó cắm xuống đáy. Khi mà rễ cắm xuống đáy thì nó sẽ hút dinh dưỡng cả đáy và trên bề mặt. Nếu chúng ta rắc ở trên này thì nó sẽ tan dần và nó chảy xuống. Đấy, cũng là một cách để mà chúng ta cho cây ăn chất dinh dưỡng một cách từ từ. Thế nhưng mà đảm bảo rằng là cái bề mặt. Thì đối với lại việc mà chúng ta sử dụng cái phân như này thì nó còn tùy cây nhé, không phải cây nào cũng sử dụng. Đối với cây rất là già như này và đã xử lý bệ rễ ở ngoài rất là triệt để rồi thì chúng ta có thể sử dụng việc là cho phân ăn trên bề mặt. Thế nhưng mà cũng phải lưu ý là thường xuyên cắt những cái rễ ngoài này đi. Khi mà nó lớn như thế này nó lại có thời gian thì lại phải cắt ngay, không nên để cho nó lớn nhanh thì nó dẫn chất tắt, dẫn tắt thì nó sẽ béo ở mặt ngoài, trong thân cốt nó không nở. Đấy. Dụ như chỗ này là một thời gian nữa sẽ cắt bỏ. Đây là hiện trạng thì sẽ vẫn đang nuôi. Thế nhưng mà nuôi là phải hãm liên tục để cho nó không béo. Đấy, có nhiều cây thì trong những giai đoạn nó vẫn phải nuôi, nhưng sau đó là phải hãm để mà xử lý.
bệ, chứ nếu không là bệ nó sẽ lại tròn, nó lại béo, nó rất là nguy hiểm. Đây, như thế này thì quý vị thấy là nuôi rất là khỏe luôn. À, như bạn nuôi thì chỉ trong vòng có mấy tháng, chưa đến một năm, những cái vết sẹo nó đã ve gần hết, ve rất là sâu luôn, đấy, phân luôn rồi. Đấy, đây là cái cách mà xử lý để cho cái bệ nhanh nhũn nhưng mà nó lại không bị tái. Đấy, cây vẫn rất là già như này. Đấy, cái cách mà chăm sóc vừa làm sao vừa đẩy nhưng vừa hãm là một trong những cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Ví dụ như này nó dễ dưới này, nó béo thì bạn này đã phải cắt đứt chỗ này đi. Đấy, để cho nó không dẫn chất lên trên. Thì nếu không thì chỗ này nó sẽ bị to. Đó. Cái cách mà xử lý đây, ví dụ như chỗ này cũng có một cái cây si. Đây là cây này thì cũng rắc phân trên mặt nhiều. Đấy, về cái là bạn ấy rắc phân đầy lên mặt luôn. Đó. Nhưng mà chỉ áp dụng những cây rất già. Vì nuôi già thì nó sẽ nở, vì nó đang đói, mà già thì nó sẽ thiếu chất. Và chúng ta cho nó ăn một phát mà chúng ta xử lý bệ ngoài thật kỹ thì khi nó ăn vào trong nó sẽ nở, cái thân nó vỡ ra. Nhưng mà sử dụng cái phân lợn là khô ủ hoai thì nó không bị xanh cây. Đấy, như cây này thì gần như 100% là bạn ấy sử dụng phân luôn. Này, sử dụng phân luôn. Đây là cây si rất là già, cốt ở trong. Bệ đã xử lý rất kỹ, bây giờ chỉ có nuôi thì nó nở rất nhanh. Đây có vị thấy này. Cành chi này to như thế này cơ mà. Rất nhanh, rất khỏe. Đấy, nếu mà chúng ta cho kham khổ nuôi trong giai đoạn phôi này thì thật sự là rất khó khăn. Rất là lâu chúng ta mới có thể hoàn thiện. Thì ngày hôm nay chia sẻ cho quý vị thêm một chút cái kinh nghiệm là sử dụng phân lợn khô trên mặt chậu. Rất nhiều người là sợ, và rất nhiều nghệ nhân lớn, nhân nổi tiếng cũng sợ, không dám sử dụng phân trên bề mặt chậu. Đối với riêng bạn Công Anh này thì bạn sử dụng một cách rất là nhuần nhuyễn, rất chuyên nghiệp luôn. Bao nhiêu năm nay thì nó cho ra những hiệu quả rất tốt, nên mà bạn ấy vẫn thường xuyên áp dụng. Đấy. Hầu như cây nào thì có lượng phân lợn trên bề mặt chậu. Thế thì chúng ta phải hiểu là kinh nghiệm chăm sóc đối với những người mà người ta làm thương mại bây giờ nó tốt hơn là kinh nghiệm của những người tạo tác. Bởi vì họ thương mại nên họ phải tìm ra cái cách nào đó để cho nó hiệu quả hơn. Cái đấy cũng là một điều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ, là cái bí quyết rất là tuyệt vời mà bạn cô anh bạn đang sử dụng. Thì cũng hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho quý vị các bạn trong việc chăm sóc cây của mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.